hiện nay thì mình có một căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng chỉ cách xa trung tâm Sài Gòn chỉ có 20 cây thôi, nhưng mà mình có ngay được một cái khu biệt thự vườn nghỉ dưỡng như này thì là quá tuyệt vời. Vào những cái ngày cuối tuần cũng như là những cái ngày lễ thì mình sẽ đưa gia đình mình về những khuôn viên cũng như là những cái khu vực mà nghỉ ngơi an dưỡng này thì thật sự là tuyệt vời, với một mức giá thì vô cùng hợp lý. 12 tỷ vẫn còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà cho một khuôn viên ngang 17, chiều dài lên tới 70m và có 300m thổ cư. Tổng diện tích là 1038m, có 300m thổ cư nha cả nhà. Và mình có hướng là hướng đông nam. Đó, phía sau đây mà em đang mời cả nhà mình cùng em Huyền ra tham khảo. Khu phía sau này chính là cái khu vườn phía sau mình có cả hồ ao cá. Rồi, mình là theo em mình di chuyển sát ra phía sau để mình xem cái khu đá này. Cũng có một cái tròi mát xây dựng ở phía sau, vào những cái dịp cuối tuần hoặc là chiều mát ấy, mình có thể là tụ họp gia đình ngồi đây vui chơi này, có những bữa tiệc nho nhỏ ở cái khuôn viên nhà mát được xây dựng là bên trên cũng là hợp mái hết nhá. Căn nhà của mình thì được bác gia chủ này thiết kế theo một phong cách mái Thái, một nhà vườn nghỉ dưỡng với một phong cách cũng rất là hiện đại. Đây là lối đi xuống ao của mình này, khu vực này. Phía trên sẽ là cây trái này được bố trí hai loa hợp lý. Sau là mình có những cái hồ cá, mình đang có nuôi cá ở bên dưới ha. Vừa có thể có những cái trò chơi giải trí, câu cá giải trí trên khuôn viên nhà mình. Thật sự là tuyệt vời. Và cái khuôn viên của mình là đến cái bức tường phía xa đó, và bên trên là có xây dựng các bờ bao cao lên tới 2m và có hệ thống chiếu sáng buổi tối là khi mà lên đèn thì phải nói là cái khu vực này cực kỳ lung linh và đẹp luôn. Bán kính và tiện ích xung quanh khu vực mình sinh sống thì có khu bách hóa xanh, siêu thị và trường học cũng như là bệnh viện sát bên rồi. Rất là nhiều tiện ích cho khu vực mình sinh sống. Của mình thì sát bên với lại đường cao tốc mà Long An, Long Thành cũng như là Trung Lương và khu vực Vành Đai Ba. Phía sau mình cũng có đây, theo em mình thêm một thiết kế rất là hợp lý cho không gian mở phía bên ngoài khu vực nhà vệ sinh. Ba chủ nhà thiết kế dành cho cái khu phía sau ha, cũng được xây dựng chắc chắn này. Đóng bên trên là mình cũng có lợp mái ngói hết. Có hai phòng bên đây nha, hai khu vực nhà vệ sinh này đấy. Một căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng mà yếu tố cây xanh em thấy là lên tới 70% cây xanh bao phủ xung quanh khu biệt thự vườn nghỉ dưỡng. Ở góc độ nào mình cũng có những cái cây này trang trí cũng như là những cây ăn trái. Và đây chính là cái cây này, là cây lục vừng. Cây lục vừng tiếp xúc suốt ngày mà cứ quên, mỗi lần nhắc đến cây này là quên. Những cây bông trang này, hai bên lối đi vào, khu hướng đi vào bên trong nhà chính của mình. Bây giờ thì khách cứ theo em một vòng để mình tham quan khu vực phía sân vườn, rồi sẽ cùng em tiến vào bên trong căn nhà ở chính. Đó, cây xanh này tuy mới hoàn thiện xong được khu vực này khoảng được hơn một tuần thôi, nhưng mà mình cũng thấy là cây xanh được bao phủ và rất là xanh tươi, nghĩa là bác chủ nhà này rất là nhiều kinh nghiệm cũng như là tâm huyết để làm nên một căn nhà vườn, một căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng đẹp vô cùng. Phải rất là nhiều năm kinh nghiệm thì mình mới có thể tạo ra được một căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng đẹp và sang trọng như thế này. Phía bên đây mình, bên tay phải của em Huyền sẽ là khu ở chính và cũng có cửa này để mình di chuyển vào lối bên hông rất là thông thoáng nha. Phải nói đây chính là một căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng tuyệt vời trên cả tuyệt vời, điểm 10 cho chất lượng ngay khu vực Bến Lức, Long An. Từ khu vực nhà mình nếu mà mình di chuyển theo đại lộ Nguyễn Văn Linh hay là đại lộ An Dương Vương di chuyển về trung tâm thành phố chỉ mất khoảng 20 cây thôi. Vị trí rất là gần về khu vực Phú Mỹ Hưng, quận 7. Và cái khu vực của mình sinh sống thì khu này em cảm thấy là em đang ở hiện tại đang ở khu vực này là mức độ dân cư cũng như là khu dân cư sinh sống rất là đông này, sầm uất này. Đó, một vòng tổng thể cả nhà cũng có thể thấy là từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, cây xanh được bao phủ lên tới 70% cho một căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng. Yếu tố cây xanh rất là nhiều như này thì khi mà mình ở đây thì những
sức khỏe cũng như là những người thân yêu của mình ở trong cái khu vực biệt thự vườn này thì thật sự là tuyệt vời, gắn kết tình yêu thương nhiều hơn. Và mình đã ra khu vực phía trước sảnh chính của căn biệt thự. Từ khu vực này thì mình sẽ theo hướng tay của em, mình sẽ nhìn được đây chính là một căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng với phong cách mái Thái và được xây dựng rất là tâm huyết của bác chủ nhà. Với rất là nhiều năm kinh nghiệm trong xây dựng về những căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng thì đây thật sự là những căn nhà vườn tuyệt đẹp. Khi mà khách cảm thấy căn nhà vườn này phù hợp với tầm tài chính cũng như là sự yêu thích và có một khu vực nghỉ dưỡng khi về già cũng như là những ngày cuối tuần cho gia đình mình thì hãy cứ nhấc máy gọi ngay với em Huyền. 12 tỷ vẫn còn được thương lượng trực tiếp với chủ nhà. Wow, đây một cái khu vực vườn này em cũng rất là thích này, rất là nhiều cây cảnh có giá trị cao nha. Với bàn tay chăm sóc của bác chủ nhà, cây xanh nào cũng xanh tươi và cây xanh nào cũng đẹp. Đó, một góc vườn thôi, một góc nho nhỏ thôi cũng là một góc chill rồi. Và phía bên tay phải em Huyền sẽ có khu dành cho xe gắn máy này và xe hơi, mình sẽ di chuyển vào bên trong. Bên trên thì mình cũng có mái che hết để cho xe của mình mát này. Góc nào mình cũng có cây xanh, đúng là một căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng. Một bác chủ nhà tâm huyết trong nghề nên là cây xanh là mình thấy là xung quanh bước vào căn nhà, căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng này em cảm thấy rất là thư giãn luôn. Từ trung tâm Sài Gòn mà mình chạy có 20 cây thôi, mình về đây thì mình có một khu vực biệt thự vườn nghỉ dưỡng. Rồi bây giờ là cái nhà có thể thấy là mình đứng ở bên ngoài thôi, mình đã cảm thấy một sự sang trọng, một sự đẳng cấp cho căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng ngày hôm nay. Với một bề ngang lên tới 16,5m và chiều dài lên tới 65m, có hướng chính là hướng đông nam. Một vòng tổng thể xung quanh khu vực sân vườn tuyệt đẹp của bác chủ nhà. Bây giờ thì cả nhà hãy cùng em mình di chuyển vào bên trong để xem sự bố trí thiết kế hài hòa như thế nào của bác chủ nhà ngày hôm nay nhé. Một căn biệt thự phải nói là điểm 10 cho chất lượng, điểm 10 cho sự tuyệt đối. Di chuyển theo em vào bên trong. Mình đã di chuyển vào bên trong không gian phía căn nhà ở chính, một biệt thự vườn với phong cách mái Thái và được xây dựng trên một khuôn viên đất rất là đẹp. Phía bên ngoài mình cũng có những chiếc cột cũng như là bên trên hệ thống đèn trần chiếu sáng này, tạo nên một sự đẳng cấp, tinh tế. Khi mà bước tới đây thôi là mình cũng cảm thấy là bác chủ nhà đây thật sự là tinh tế và tâm huyết cho căn nhà, từng chi tiết, từng họa tiết tỉ mỉ cho toàn bộ cái khu biệt thự vườn nghỉ dưỡng với hướng đông nam. Mình đã di chuyển vào bên trong là khu vực mình tiếp khách này. Vâng, bước vào trong đây thôi cả nhà mình cũng thấy giống như em Huyền không ạ? Không gian nào mình cũng có không gian mở này. Đây, thấy không? Mình sẽ mở, mình nhìn ra được cái khu vườn xứ sở thần tiên của mình này. Cây xanh được bố trí rất là hài hòa. Và mọi người cũng đang xem xét căn biệt thự trên phía không gian căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng. Bên trên này cũng những họa tiết cũng màu sắc trung tính nhưng mà tạo nên một nét đẹp thanh lịch cho một căn biệt thự. Phải nói là rất là thư giãn khi em bước chân vào bên trong của căn biệt thự này. Mọi thứ cũng như là nội thất toàn bộ của căn biệt thự cũng được gia chủ chuẩn bị sẵn sàng. Gia đình mình khi yêu thích căn nhà này thì chỉ việc xách vali vào là mình đã được sử dụng rồi. Không gian nào mình cũng có ánh sáng mở, hầu như là căn nhà của mình là không gian mở rất là nhiều ha. Từng những họa tiết, những cây đèn trần cũng như là đèn trang trí này, sự đẳng cấp dành cho căn biệt thự. Và căn biệt thự mình theo phong cách mái Thái có tất cả là 3 phòng ngủ và 5 khu vực nhà vệ sinh. Tổng thể một căn tuyệt vời trên quả tuyệt vời. Chỉ có 20 km từ Sài Gòn mình chạy về bến lức Long An thì mình đã sở hữu được một căn nhà vườn tuyệt vời. Ở khu vực bên ngoài này mình sẽ có một căn phòng ở đây. Rồi theo mình di chuyển vào bên trong để xem tiếp theo là căn phòng được tinh tế, được tỉ mỉ và xây dựng thiết kế như thế nào đấy nhá. Wow, phải nói là bước tới đâu từng họa tiết nhỏ, từng chi tiết nhỏ dành cho căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng thì em rất là ưng cái bụng luôn. Quá là đẹp, không thật sự là màu mè, không thật sự là nhiều góc cạnh nhưng mà một sự gì đó là thanh lịch này, sang trọng. Cả nhà có thấy giống như lời em nói là không gian mở rất là nhiều đúng không? Đây, không gian mở của mình có một cửa sổ nhìn ra phía bên ngoài, cây hoa giấy với đủ màu sắc quá là tuyệt luôn này, điểm nhấn cho phía bên ngoài. Các hệ tủ cũng như là hệ thống giường nệm đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Tủ siêu to để chị em mình có thể là để hết tất cả các quần áo trong những các kệ tủ này. Thì bên hông này,
Ở khu bên hông của mình cũng có chừa lại khoảng hơn 1 mét để lấy thông thoáng cho khu vực đối lưu xung quanh căn biệt thự. Phía bên đây mình, trong khu vực này sẽ là nhà vệ sinh. Với một khuôn viên đất rộng nên nhà vệ sinh cũng được thiết kế rất là rộng này. Qua tắm bằng kiếng này, là bồ các thiết bị vô cùng cao cấp, các hệ cửa này chắc chắn. Và đây cũng chính là những cái điểm tinh tế phía sau để sự ngăn cách khu vực phòng khách và khu bếp này. Mình có cả những cái quầy để những cái chai rượu vang. Bên trên là những cái song trang trí. Đặc biệt là mình cũng có làm sẵn một bàn ông địa đây nha. Đúng là chủ nhà thật sự là rất là tuyệt vời luôn. Wow, bên trong nữa còn tuyệt vời, rất là nhiều điều tuyệt vời khi mà mình bước tới căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng ngay tại Long An. Một bộ bàn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Khu vực thật sự là ấm cúng nhất của ngôi nhà đó là khu bếp nấu ăn, tạo nên những món ăn ngon dành cho những cái thành viên yêu thương. Cũng có cửa lối đi ra vào bên hông, đi ra phía sau khu vườn của mình. Khu bếp nấu ăn với những đảo bếp vô cùng hiện đại, này, đầy đủ các thiết bị. Đó, những thiết bị cần thiết trong cho những người phụ nữ hay là những đứa ông chồng thích nấu ăn này. Mặt dựng mình cũng dễ dàng lau chùi với một tông màu rất là sang trọng và sạch sẽ. Bên trên là các hệ thống tủ cao lên luôn, mình có thể để rất là nhiều đồ ha. Phía sau cũng vậy này, tủ lạnh cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Wow, một điều tuyệt vời cho tổng thể căn biệt thự. Thêm mà phía sau này mình sẽ có thêm khu vực nhà vệ sinh. Đây, em bật lên cho mọi người coi nha, khu vực nhà vệ sinh này. Quá là tuyệt vời luôn. Và đây là lối đi xuống để mình di chuyển ra khu vườn phía sau cũng như là khu ao cá, quầy nhà mát nghỉ ngơi. Một tông màu trắng cũng là tông chủ đạo cho căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng. Mình tiếp tục có thêm 2 phòng ngủ ở khu vực phía bên dưới. Đây, cùng em vào bên trong. Các hệ cửa vô cùng chắc chắn luôn. Và gia chủ cũng thật sự là tâm huyết cho căn nhà, tâm huyết cho căn nhà vườn này. Nên là từng thiết kế nhỏ là mình đã thấy là sự tỉ mỉ, cũng tinh tế này. Không gian ở khu căn phòng nào mình cũng có những không gian mở để mình nhìn ra khu vực vườn này. Đó, khu hồ cá này. Phía bên đây mình có bàn làm việc. Những giấc ngủ êm ái này. Các hệ tủ này. Gia chủ rất là yêu thích căn nhà cũng như là tâm huyết rất nhiều. Khu vực nhà vệ sinh gạch cũng được ốp phun cao lên luôn, sạch sẽ. Một căn phòng rất là rộng này, căn phòng này cũng rộng luôn. Bên trên thì mình cũng có gắn máy lạnh sẵn sàng hết, những hệ thống đèn trần chiếu sáng này, những ô lấy ánh sáng lấy gió này. Phía sau là mình cũng có những bức tường xây cao lên tới 2 mét rồi. Kia là chính là đây là có bàn làm việc, khu nhà vệ sinh này. Căn nhà thật sự là thích thật luôn cả nhà ơi. Khi mà mình đến tận nơi mình sẽ cảm nhận được một độ tinh tế cũng như là tâm huyết. Và phải có rất là nhiều năm kinh nghiệm thì mình mới có thể xây dựng lên một căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng đẹp như này, sang trọng như này. Một vòng tổng thể khu vực sân vườn, cây xanh cũng như là khu nhà ở chính, khu ở hiện đại đã đẹp như này, sang trọng như này. Mình đã được em giới thiệu nhanh qua một vòng rồi. Bây giờ thì mình sẽ di chuyển ra ngoài để xem là con đường lối dẫn vào bên trong căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng của nhà mình như thế nào nhé. Rồi, mình di chuyển ra bên ngoài. Thầy nói là khi mà khách muốn một khu vực nghỉ dưỡng vào những ngày cuối tuần hoặc là những ngày lễ Tết, tránh xa khói bụi ồn ào của trung tâm thành phố thì chỉ cần 20 km từ Sài Gòn mình về đây là đã có một căn biệt thự vô cùng đẹp và bề thế hoành tráng như thế này rồi. Đây con đường trước mặt nhà mình nha, đây mặt tiền chính này. Cả nhà cũng có thể thấy là những cái đường bao quanh cũng như là hệ thống cổng cũng được gia chủ rất là tâm huyết luôn. Con đường là đây, lối dẫn vào mình từ đây mình có thể thấy đường chính này. Gần ngay chợ Gò Đen, chỉ cách chợ Gò Đen khoảng 5 phút lái xe. Chợ Bình Điền thì 20 cây.
về trung tâm Sài Gòn chỉ có 20 cây thôi. Mình sẽ di chuyển theo đường đại lộ Nguyễn Văn Linh, An Dương Vương, mình di chuyển về khu vực Phú Mỹ Hưng, quận 7. Vâng, một căn nhà vườn phải nói thật sự là tuyệt vời, điểm 10 cho chất lượng, chỉ có 12 tỷ vẫn còn được thương lượng trực tiếp. Khi mà khách yêu thích thì hãy cứ nhấc máy gọi ngay với em để mình có một mức thương thảo tốt nhất cho một căn biệt thự vườn nghỉ dưỡng. Có diện tích là 16,5m, chiều dài lên tới 65m tại Bến Lức, Long An. Khách hãy nhanh tay nhấc máy gọi ngay với em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.